cái đa nang buồng trứng ấy, nó là một trong những cái rối loạn nội tiết nghiêm trọng nhất của người phụ nữ, và nó ảnh hưởng đến 1/10 cái người phụ, số lượng phụ nữ mà để ở trong cái độ tuổi sinh nở. Cái đa nang buồng trứng này thì nó làm cho cái nang nó không lớn lên được và cái sự phóng noãn nó sẽ khó khăn. Thế thì ở đây thì có điều là chị chưa nói rõ hết tất cả những các cái triệu chứng của đa nang buồng trứng. Cái cơ bản ở đây, cái căn nhất ấy, là cái chu kỳ kinh nguyệt. Đối với người bị đa nang buồng trứng, thường cái chu kỳ kinh nguyệt là nó có thể là ngắn, tức là trước 25 ngày hoặc dài hơn là trên 35 ngày. Và thường cái một năm thì thường cái chu kỳ kinh nguyệt thường dưới 8 lần. Đấy, thế thì cái đó là cái quan trọng. Và cái nguyên nhân ấy, thì nó có thể có nhiều. Nguyên nhân này có thể là do di truyền, nhưng cũng có thể là do ví dụ như ta tăng tiết testosterone hoặc là androgen. Đấy, nó cũng có thể có do một số những các cái bệnh khác, nội tiết khác, ví dụ như đái tháo đường, đấy, ví dụ như béo phì. Thế cho nên là chị cần phải đi khám và người ta sẽ điều trị cho chị. Ví dụ thường bây giờ là người ta có thể điều trị bằng cách tái lập lại cái vòng kinh mình có kiểm soát, tức là dùng những các cái nội tiết để tạo cái vòng kinh, và như vậy nó làm cho cái trứng nó rụng nó đều hơn, đấy, và cái sự phát triển của tử cung nó cũng tốt hơn. Và có thể người ta còn kết hợp nữa là phải dùng một cái chế độ ăn thích hợp, rồi phải tập luyện. Đấy, tức vậy điều trị cái đa nang buồng trứng này là phải có sự giám sát của các bác sĩ và phải khám định kỳ. Thì hiện nay cũng có rất nhiều thuốc để điều trị cái đa nang buồng trứng. Tôi cũng biết được có những trường hợp đa nang buồng trứng và đã điều trị liên tục và kiên trì thì đã thành công mà vẫn có thể thụ thai được và sinh nở được bình thường.